Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với livestream của Sky 007 ngày hôm nay. Và mình là Duyên. Hôm nay Duyên rất vui đã được trở lại một số nữa của cosplay mỗi tuần một nhân vật. Và hôm nay mình sẽ cosplay một nhân vật nổi tiếng trong Disney, nhưng không phải là những nàng công chúa xinh đẹp, mà là một nhân vật phản diện xinh đẹp độc ác. Đó là bà mẹ kế bà hoàng hậu, bà mẹ kế của nàng công chúa Bạch Tuyết. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Đầu tiên thì nước da mình không có trắng lắm, nhưng mà các bạn thấy cái hình trên không? Đó, bà hoàng hậu có một làn da trắng cũng ngang ngửa Bạch Tuyết à. Mình sẽ đánh kem nền trắng hơn tông da của mình. Kem nền Bia Laskin 00 Ivory Bear. Đây là tông sáng nhất. Mình sẽ thử ra tay nha. Đây, một chút kem nền ra tay. Các bạn có thấy trắng hơn màu da của mình đó. Rồi, mình sẽ cho một chút ra tay, sau đó mình sẽ tán đều ở trên mặt. Rồi. Đó, mình sẽ chấm má bên đây nữa. Cả bên đây nữa. Xin chào mọi người. Rồi, sau đó mình sẽ lấy tay, mình thử tay nha, để mình tán nền nha. Đó, tán bằng tay. Trắng rõ ràng là trắng luôn. Và đây là kem nền Bia Laskin 00, là tông sáng nhất. Tại vì mình đang cosplay bà hoàng hậu với làn da trắng hơn tuyết, để hả có thể mà so bì được với Bạch Tuyết đó, nên bà phải trắng hơn tuyết luôn. Rồi, mình sẽ dùng tay để tán luôn nha. Mỗi lần mình sẽ dùng mút để tum 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 tóp tóp tóp. Nhưng mà giờ mình sẽ dùng tay luôn, để xem kem nền có đều nổi không nha. Đây là làn da của mình sau khi đánh kem nền Bia Laskin 00, tông trắng nhất. Còn đây là bàn tay của mình bình thường nè. Mình nghĩ đây là tông này đã bật lên là sao ta, trắng hơn da thiệt của mình 2 tông. Rồi, đó, sẽ tán đều ra. Ví dụ mà mọi người vội quá, mọi người cũng có thể lấy tay tán kem nền giống như mình nè. Tại kem nền này nó mỏng, dễ tán, nó nhẹ nữa. Để thổi hồn cho cái lớp nền này thêm xinh đẹp, mình sẽ dùng Bia Lash Auto Shell Eyeliner để vẽ chân mày màu đen và mỏng dánh, giống như bà phù thủy. Rồi, sau vẽ chân mày hơi rung tay nè. Một chân mày mỏng và phải cong, thiệt là cong. Cong. Trời đất ơi, nó cong nè. Đó. Sau mình vẽ một hồi mình cảm thấy giống vô diện á mọi người. Mọi người biết như vô diện không? Rồi, tiếp tục sự nghiệp, mình sẽ tô cái hàng chân mày mỏng lét này với bảng phấn mắt PA Final Palette số 1 Jostar. Và mình sẽ dùng cái màu nâu đậm nhất. Đây, màu nâu đậm nhất để mình vẽ chân mày. Mình tô cái chân mày nha. Rồi dùng một cái cọ nhỏ xíu như vậy nè. Mình sẽ tô cái chân mày. Tô trước màu nâu đi cho dễ định hình, lỡ sai mình cũng dễ sửa mọi người. Đó. Chân mày mỏng và siêu cong luôn. Rồi đồ lại màu đen nữa nè. Tiếp tục sự nghiệp là bên đây nha. Bên đây cũng cong như vậy luôn. Chân mày cong và đen. Ô, chân mày mà đậm đen như vậy thì nhìn cảm giác dữ thiệt đó mọi người. Thôi, tiếp tục. Bia Final Palette số 1 Jostar. Bây giờ mình sẽ dùng cái màu nâu nhạt ở trong đây để mình phủ hết toàn bộ màu mắt nha. Đây, bỏ một chút. Rồi, toàn bộ vùng mắt cover màu nâu lên. Cả bên đây nữa. Bản mắt này thì mình thấy màu nào cũng dễ dùng hết trơn á. Có cả màu lì nè, rồi màu nhũ nè, nên dễ đánh nhiều kiểu mắt cúp lắm. Ngay cả cosplay mình cũng dùng hay dùng bản mắt này. Rồi, nhấn hốc mắt một chút cho thêm sâu. Đó.
đôi mắt nó đã đậm sâu rồi, bây giờ không thể thiếu. Cái lớp nền của mình hồi nãy đánh nhiều quá nó chưa có khô nè, một hồi mình phải set phấn phủ lên để cho lớp nền mình nhìn nó lì hơn, nó mát te hơn, giống bà hoàng hậu hơn. Ồ, kẻ bên dưới hơi khó, phải cẩn thận. Tại vừa nói á, mà mình vừa vẽ á, cái cơ mặt nó run 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 á, mình cũng run tay theo luôn. Thôi, vẽ lại. Rồi, mí trên luôn nha. Đó, mí trên cũng dễ xét mí trước cho con mắt nó đậm, nó sâu. Rồi, thiệt là sắc luôn. Vẽ eyeliner thiệt là sắc, kéo ngang ra đây. Xách lên. Tiếp tục sự nghiệp bên đây cũng vậy luôn. Bên đây mình cũng vẽ eyeliner xách lên như vậy. Ô, nhìn trông nó ác thiệt á. Ồ, ác thiệt đó. Mình sẽ apply phấn phủ lên đi để cho nó chỉnh, nó gọi là sao ta, êm lại cái lớp nền đó, cố định lại lớp nền. Và mình đang dùng phấn phủ là Eclipse Oil Cut Powder Puff, cái tông cũng là tông sáng nhất, tông 21. Rồi mình sẽ set lại phấn phủ đi. Đó, cho lớp nền nó êm lại nè. Đó, mình đụng tay vô nó không có để lại cái vệt nữa. Tại nãy mình đánh nền nhiều quá, cái nền nó bị nhây 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 ra. Dây này rất là ác, mọi người phải sợ. Tự tự gì á hả, một bà mẹ kế mà có thể mà sai thợ săn đi lấy quả tim của con gái mình. Quá ác. Mà cũng nhiều khi cũng nhờ mình mặt tròn tròn hiền hiền vậy nó làm cái vai phản diện này mọi người đỡ sợ hơn thì phải. Rồi, ok, mình sẽ bấm mi. Bấm mi. Mình sẽ dùng mascara của Eclipse Hello Nanakara. Đây, đầu cỏ siêu nhỏ. Rồi, đó, chút cho nó cong lên. Rồi, hỗ trợ thêm giống nhân vật thì mình sẽ gắn thêm một cái phụ kiện là mi giả thêm nha. Gắn thêm mi giả rồi vô. Con mắt kiểu càng sâu càng đậm vào hàng eyeliner nó càng xếp lên thì trông rất ác lên thì vậy. Bạn Thu Hiền nói là cưng quá, nhìn sao mà sợ. Một hồi phải ráng diễn ra cái nét giả ác mới được. Trời đất ơi, cosplay một nhân vật này là ác lắm á. Ác lắm luôn á. Mọi người xem cái truyện nàng công chúa Bạch Tuyết mọi người cũng biết mà. Phải hại hợp tuyết hết lần này đến lần khác. Sai thợ thợ săn nè, moi tim không được nè. Rồi đặt tẩm thuốc độc vô trái táo nữa nè. Rồi, gắn thêm mi. Đó, chỉnh lại. Rồi, một chút contour ngay mũi để mũi trông có vẻ cao hơn nữa. Mình sẽ dùng cọ dẹp và cái màu nâu lạnh ở trong bảng số 1 Just Star này. Đó, lấy một chút. Sau đó phủi bớt. Rồi, đó, mình sẽ đánh từ chân mày đi xuống như vậy để trông có vẻ mũi cao hơn, giống như nhân vật ở trong hình đó. Nếu mà mọi người thích nhân vật cosplay nào, mọi người cũng có thể bình luận bên dưới nha, để mình có thể tham khảo và mình có thể thử làm. Giống quá trời luôn. Hoàng hậu không thể nào mặt tròn như vậy được, đúng không? Không thể nào được như vậy. Lấy một chút phấn màu nâu lạnh lạnh, làm contour. Làm contour. Rồi, mình sẽ thử phấn mắt làm contour nha. Nếu mà sương sương thấy không đủ đô nữa, mình sẽ dùng contour của BA luôn. Màu số 7, Almond Blossom.
dùng hết cái bản tạo khối cũng phải cho được mặt nhỏ lại, mới giống được cái nhân vật bà phù thủy trong cái hình mà mọi người xem á, bà hoàng hậu á. Đó, cho cằm dài xuống mới giống được cái người trong hình. Đánh cho cái cằm nó dài ra chút nữa. Dài ra chút nữa cho giống bà hoàng hậu nha. Chưa hết hộp contour nha, tại vì cái phấn này xài thấy tiết kiệm lắm á. Đánh một chút mà nó lên, nó lên kiểu pigment đậm đà lắm luôn. Còn một chút má hồng không ta? Đâu, thử một chút hồng hồng. Đây, mình sẽ dùng bản PR Last, PR Final Palette và bản số 2 K-pop Star. Mình sẽ dùng cái màu hồng hồng này nè. Đó, mình sẽ dùng màu hồng này để làm màu má luôn, cho bà hoàng hậu có vẻ tươi tắn một chút. Nhìn bả giờ bả ác lắm rồi đó. Đánh, đánh kiểu hơi hơi ửng hồng ở đây thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục dùng son. Và đây là son cao cấp mà chỉ hoàng hậu ta dùng được thôi nha. 13 CD và dùng màu số 14 City of Plate. Mọi người sắp được chiêm ngưỡng dung nhan của bà hoàng hậu độc ác rồi đó. Để giống nhân vật mà mọi người thấy ở trên hình thì phải có cái này nữa. Rất là mềm luôn, đã lắm luôn. Giỡn với mọi người thôi. Mọi người có thấy cái nhân vật này cosplay cũng 1 9 1 10 đúng không mọi người? Chúng ta cùng nhìn ngắm lại nha. Đây, vương miệng, đó. Một nét ác bắt đầu. Xin hẹn gặp lại mọi người lần sau với một nhân vật bí mật nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Sky 007 ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.